trải nghiệm với bất kỳ loại dịch vụ ăn uống nào cũng soàn là kỷ niệm đáng nhớ với cờ ác kiểm thực cờ ác ghi. Sẽ thật hoàn hảo nếu như đó là một thưởng thức vui vẻ, đồ ăn ngon, thái độ phục vụ tận tâm và ngược lại, nó sẽ là ác kiểm mộng với bất kỳ ai nếu chẳng may gặp gỡ phải những món ăn mất vệ sinh lại dở tệ. Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội, thực cờ ác ghi sẽ chẳng khó để đặt đồ ăn qua mạng mang đến tận nhà. Cùng với tiện ích ấy, cũng không hiếm để nhìn thấy những bài đăng bóp mẻ, tố cáo của những vị cờ ác ghi soàn may mắn khi vừa có sự thưởng thức dịch vụ tệ hại đến từ một yêu mến hiệu nào đó. Đơn cử như thế hệ đây, trong hội nhóm chuyên review hàng quán ẩm thực rất lớn trên mạng xã hội, có một cô nàng trong tâm trạng tức giận và thai giọng đã đăng đàn bóp mẻ cửa hàng kinh hoàng doanh cơm trưa văn phòng tại Hà Nội có tên bờ. Ca như sao? Bút đồ ăn và cái kết. Cờ ác kiểm gamer thủ nhìn giúp hộ mình cái kia là cái gì nhé? Sợ quá luôn. Phải đăng lên để cờ ác kiểm gamer thủ cảnh giá kiểm. Bờ. Ca à, mình trước là cờ ác ghi hàng thân thiết của quán này, thế mà làm mình thay giọng quá. Bài viết này đã khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Đính kèm bài đăng là hình ảnh miếng thịt kho có lốm đốm những sinh vật màu trắng bò lúc nhúc rất. Ám ảnh. Có lẽ vì thế mà bài viết vừa được đăng đàn không bao lâu đã thú vị được rất nhiều sự niềm nở của cộng đồng người dùng mạng, nhất là những thành viên sành ăn trong hội nhóm. Trong phần bình luận của bài viết này, bất ngờ là đã có rất đông người tràn vào cùng nhau tố cáo cũng như là chia sẻ thưởng thức gọi cơm ở đây một lần kết thúc tẩn tới già đến từ chính cửa hàng bán cơm ôm lê nê này. Thành viên nợ. Hờ. Về bình luận, ôi tưởng quán nào chứ quán này nhiều lần dính phốt lắm rồi gamer thủ ơi, ti tỷ cái phốt rồi. Đồng quan điểm, nít nam e đờ. Lờ viết, sao hàng này phốt 5-6 lần rồi mà vẫn có người đặt nhỉ, chắc chạy quảng cáo ác kiểm quá. Nhìn miếng thịt kia mình kinh hoàng quá. Trứng đùi chứ còn cái gì nữa. Nhìn kinh hoàng quá. Trước khi order vui mắt đọc cờ ác kiểm bài bóc phốt ở đấy đi. Mình không hiểu cái ác bút đồ ăn kiểu gì khi mà bao nhiêu người review về cái quán này rồi mà vẫn để nó hoạt động được. Thiết nghĩ họ nên tạp thêm công dụng repo để kiểm định lại item xem có cho phép hoạt động hay không. Mình gọi cơm trưa ở đây một lần kết thúc tẩn đến già, gamer thủ tợ. Lờ bức xúc. Trước mình cũng đặt một lần, cơm khô không nuốt nổi, đồ ăn thì nguội lạnh, ăn hai miếng bỏ luôn, tài khoản ca. Lờ ngao ngán chia sẻ. Rất nhiều tài khoản người dùng mạng đã tố cáo quán ăn này vì đồ ăn chán, mất vệ sinh. Hiện tại không biết vụ việc sẽ còn đi về đâu và liệu cửa hàng cơm bờ. Ca sẽ xử lý đợt khủng kinh hoàng này như thế nào? Thôi thì hy vọng cửa hàng sẽ có một bài học xương máu trong việc kinh hoàng doanh của mình. Thời nào cũng vậy, kinh hoàng doanh ngành dịch vụ giống như làm dâu trăm họ và không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chắc chắn cũng sẽ có lúc xảy ra sự cố, ít nhiều ảnh hưởng đến yêu mến hiệu và gây ra nhiều vấn đề đáng tiếc cho cờ ác ghi hàng. Nhưng nếu một cờ ác ghi phàn nàn thì có thể do sự cố ngoài tầm kiểm soát, còn nếu nhiều hơn một cờ ác ghi hàng phàn nàn thì tốt nhất chủ cửa hàng nên xem lại chất lượng item cũng như thái độ phục vụ để còn làm ăn lâu dài.